Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Hành Tinh Thể Thao. Trở về từ Myanmar, chiều ngày 28 tháng 11, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi trên sân Indonesia vào tối ngày 3 tháng 12 tới đây. Sau buổi sáng được nghỉ tự do, chiều 28 tháng 11, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã có buổi tập trên sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Do phải liên tục di chuyển nên huấn luyện viên Hữu Thắng chỉ cho các học trò tập nhẹ suốt hơn 1 giờ đồng hồ. Cùng với huấn luyện viên thể lực, đội tuyển chỉ tập để duy trì cảm giác và hồi phục sau vòng bảng AFF Cup. Nhóm các cầu thủ thi đấu nhiều ở 3 trận vòng bảng vừa rồi là Công Vinh, Âu Văn Hoàn, Quế Ngọc Hải, Văn Thanh, Thành Lương chỉ chạy nhẹ nhàng 20 phút theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên thể lực Martin Falken. Còn những cầu thủ còn lại tập nhẹ với bóng ở trong nửa sân. 23 cầu thủ dưới tay huấn luyện viên Hữu Thắng hiện tại đang khỏe mạnh và họ tham gia đầy đủ giáo án mà thuyền trưởng gốc Hà Tĩnh đề ra. Đến trận gặp Indonesia, đội tuyển có thể bảo toàn được lực lượng vốn có để gặp đội chủ nhà. Sau hơn 1 giờ đồng hồ tập luyện, đội tuyển ra về và từ chối trả lời những câu hỏi của giới truyền thông. Huấn luyện viên Hữu Thắng muốn các học trò tập trung tối đa cho trận bán kết với Indonesia sắp tới. Dự kiến, ngày 29 tháng 11, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có 2 buổi tập cuối cùng trên sân Thống Nhất trước khi di chuyển đến Indonesia vào chiều 30 tháng 11. Giữ đúng lời hứa, sau chiến tích giành vé tham dự U20 World Cup 2017, ban huấn luyện cùng cầu thủ U19 Việt Nam đã về tận vùng rốn lũ Quảng Bình để thăm hỏi, tặng quà cũng như giao lưu với bà con nơi đây. Phóng viên Hành Tinh Thể Thao đã có một ngày theo chân đoàn để cảm nhận hết ý nghĩa thiết thực mà chuyến đi thiện nguyện này mang lại. Những hình ảnh đau thương về hai cơn lũ dồn dập trong tháng 10 vừa qua đã lay động các thành viên đội U19 Việt Nam. Ngay từ thời điểm diễn ra vòng chung kết giải U19 châu Á ở Bahrain, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã lấy những hình ảnh mất mát ở Quảng Bình và Hà Tĩnh để động viên, khích lệ tinh thần các cầu thủ. Chính điều này đã giúp các cầu thủ trẻ hun đúc tinh thần để làm nên chiến tích vang dội. Ngay sau khi trở về Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng các thành viên đã huy động các mạnh thường quân với số tiền gần 100 triệu đồng cùng nhiều vật phẩm và kết hợp với câu lạc bộ bóng đá Phóng Viên Đà Nẵng để tận tay chuyển đến bà con ở vùng lũ, thị xã Ba Đồn. Điểm đầu tiên, đoàn đã ghé thắp hương cho em Đặng Thị Thu Hương ở khu phố 6, thị trấn Quán Hào, Đồng Hới, Quảng Bình. Cô gái trẻ trung năng động và tương lai sáng lạn. Nhưng tai nạn thương tâm lúc em đi làm từ thiện tại Ba Đồn, hôm đỉnh lũ đã để lại bao tiếc thương, làm xúc động bao người về sự ra đi của cô gái này. Bên cạnh đó, U19 Việt Nam cũng đã thăm hỏi và tặng quà cho 5 hộ ở thị xã Ba Đồn, có người thân thiệt mạng trong 2 đợt lũ vừa qua. Các thành viên đều hết sức xúc động và bày tỏ sự mất mát đối với 3 trường học, trường mầm non Quảng Phúc, trường tiểu học số 2 Quảng Hòa và trung học cơ sở Quảng Sơn. Đoàn cũng đã giao lưu với tuổi trẻ thị đoàn Ba Đồn, tổ chức kết nối và giúp đỡ câu lạc bộ bóng đá Phóng Viên Đà Nẵng rất nhiều trong chiến dịch đến với đồng bào vùng lũ. Đặc biệt, tại trường trung học cơ sở Quảng Sơn, các thành viên đã có cuộc giao lưu với hàng trăm học sinh nơi đây. Vừa bước vào ngôi trường này, nhìn cảnh hò reo, chào đón của hàng trăm em học sinh khiến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không khỏi bồi hồi, xao xuyến cùng những ký ức ùa về trong ông. Đến tận nơi khó khăn, gặp gỡ các em học sinh ở miền quê chịu nhiều thiên tai cũng là cách mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn muốn nhắn gửi đến các học trò. Bóng đá Việt Nam nhận được nhiều điều từ khán giả cả nước. Đặc biệt, các cầu thủ sinh ra ở vùng thôn quê thường có những phẩm chất tuyệt vời. Do đó, cần thêm nhiều đội bóng, nhiều cầu thủ đến với đồng bào. Tôi hết sức là xúc động và tôi cảm thấy bất ngờ vì mình được các em yêu mến như vậy. Và tôi nghĩ rằng là trước mắt chúng tôi còn rất nhiều nhiệm vụ cho sang năm. Tôi hy vọng là chúng tôi sẽ làm hết tất cả những gì chúng tôi có, làm tốt, làm sao đem đến niềm vui của cho mọi người, đặc biệt cho các em, trẻ em, học sinh rất là ngây thơ và rất là ngoan như thế này. Tôi cảm thấy xúc động được tình cảm của học sinh và nhà trường dành cho đoàn. Và qua chuyến đi từ thiện này em biết được rất nhiều điều và ở miền Trung mình còn nhiều khó khăn. Em cũng là một người miền Trung nên em mong muốn mọi điều tốt đẹp tới tất cả bà con miền Trung. Được gặp trực tiếp những người làm nên chiến tích cho bóng đá nước nhà, các em học sinh ở Quảng Bình như tiếp thêm niềm tin và hun đúc thêm giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
sau khi gặp đội U19 Việt Nam là rất vui và bất ngờ vì được từ đến giờ là em toàn nhìn tên trên hình chữ chân nhìn qua ngoài đời nên là em rất vui và bất ngờ. Em có mong ước là sau này cũng được trở thành cầu thủ U19 Việt Nam và tiếp nối Đà Nẵng. Và sau này mong cả anh sẽ trở lại trong lần nữa. Buổi gặp gỡ với câu lạc bộ bóng đá này thì về phía lãnh đạo nhà trường, tôi hứa với các anh sẽ luôn luôn tạo điều kiện cho các em có một đam mê về giáo dục thể chất, đặc biệt là yêu thích môn bóng đá nước nhà. Và cũng ngay từ bây giờ nhà trường sẽ đưa cái môn bóng đá mini vào trường học để luôn luôn tạo điều kiện cho học sinh có điều kiện tốt nhất tiếp cận với nền bóng đá đất nước để các em ra thi đấu với thế giới và hội nhập quốc tế. Thật ra để muốn phát triển bóng đá cao hơn thì chúng ta phải thông qua bóng đá học đường, và nơi đây là nơi đào tạo tri thức và đặc biệt là cái đạo đức. Đó là những cái yếu tố rất quan trọng cho bóng đá tương lai, bóng đá chuyên nghiệp. Bên cạnh những buổi tập luyện, thi đấu, những chuyến đi thiện nguyện, giao lưu với bà con ở các vùng khó khăn, giúp các thành viên U19 Việt Nam có trải nghiệm quý báu để tiếp thêm niềm tin, xây đắp ý chí trên bước đường xây dựng tương lai cho bóng đá nước nhà. Sau gần một tuần tranh tài sôi nổi, giải vô địch Karate Do trẻ châu Á diễn ra ở Indonesia đã chính thức khép lại. Đoàn Việt Nam thi đấu xuất sắc giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, qua đó xếp hạng 5 chung cuộc. Ở trận chung kết hạng cân dưới 61kg nữ lứa tuổi U21, võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan đã gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ đến từ Nhật Bản Miroguchi Ayami với tỷ số 6-1, qua đó xuất sắc giành tấm huy chương vàng. Trước đó, võ sĩ Nguyễn Thanh Trường cũng giành huy chương vàng lứa tuổi 12 đến 15 tuổi ở hạng cân dưới 70kg. Chàng trai của Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua Alassawanha Kosale của Jordan ở trận chung kết với tỷ số 5-1. Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn giành thêm 2 huy chương bạc nữa của Nguyễn Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Việt Trinh và 3 huy chương đồng của Lê Thị Khánh Ly, Trần Thị Khánh Vi và Thái Thanh Bích Ngọc. Với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, đoàn Việt Nam xếp hạng 5 toàn đoàn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hành tinh thể thao của truyền hình Thông tấn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.